Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở Cai Lậy, Tiền Giang các bạn ơi. Hôm nay mình quay trở lại vườn mai của anh Gấm các bạn. Hôm nay anh về được một số gốc mai tàn nha. Qua video mình cũng xin cảm ơn tất cả những người anh em đã ủng hộ anh Gấm trong cái lô mai vừa rồi. Anh đã vô lô thành công. Hôm nay cây thì nó ok bạn, chuẩn nha. Giá thì rất là hữu nghị. Anh em tham khảo và anh em liên hệ với anh Gấm để mình sở hữu các bạn ơi. Rồi em chào anh Gấm. Chào anh Thắng. Chào cô chú anh chị em yêu mến mai vàng gần xa cả nước. Hôm nay em về chỗ mai tàn giao lưu cùng cô chú anh chị em. Dạ. Cô chú anh chị em tin cây nào thì liên hệ với số điện thoại anh Thắng có để trên tiêu đề. Dạ. Thời gian qua cũng cảm ơn cô chú anh chị đã yêu mến và ủng hộ. Dạ. Rồi bắt đầu dẫn các bạn tham quan lô mai của anh Gấm các bạn ơi. Rồi đầu tiên các bạn ơi, gốc số 1 nha. Đây, thần chậu sẵn các bạn ơi. Đất về cho bông luôn. Một cốt đi lên nha. Này chiều cao khoảng nhiêu anh Gấm? Chiều cao khoảng 2 m. Rồi, chiều cao 2 m. Còn tán ngang này khoảng nhiêu anh? Rồi tán ngang mét 9 các bạn ơi. Đây, nguyên con thú đang nằm lết luôn các bạn ơi. Đế đẹp nha. Điều cái này mặt bông sao anh? Cái này giảo thú đất ghiên anh. Rồi cây giảo thú đất ghiên ha. Thần chậu gì lâu chưa anh Gấm? Cây thần chậu mấy năm, 20 năm rồi. Cái này tết là chơi bông là quy vu luôn hả anh? Rồi. Rồi em nhờ anh Gấm là thử thông số khoảng nhiêu anh Gấm? Đây là 31 hoành. Rồi, hoành chuẩn các bạn ơi, 31 nha. Nồi đế này khoảng nhiêu anh? Nồi đế hảo không nhiêu. Nồi đế nó 120 anh. Rồi, 120 ha. Rồi, cây một cốt đi lên các bạn ơi. Cây cũng ok nha, chỉnh sửa xương xương là tết chơi ok luôn các bạn ơi. Giảo thu đức. Rồi, số 1 cho lưu giá nhiêu anh? Rồi 9 triệu bao ship là tặng chậu luôn á anh sao anh Gấm? Tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 2 nha. Gốc này cũng một cốt đi lên luôn. Này chiều cao khoảng nhiêu anh Gấm? Cao hơn 2 mét anh. Rồi chiều cao hơn 2 mét các bạn ơi. Tán ngang này khoảng nhiêu anh? Tán ngang cả 2 mét. Rồi mình thấy các bạn, nụ rất là nhiều nha, nút lớn nha. Mặt bông sao anh? Bông giảo thú đất ghiên luôn anh. Rồi một cây giảo thú đất ghiên luôn các bạn ơi. Đây, nút rất là nhiều nha. Rồi lô này là mình về tết chơi tết là ok luôn các bạn ơi. Cái này nụ nó đâm ra thân luôn các bạn, bung nhiều nha. Rồi một cốt đi lên lắc lượng luôn. Giá quá hữu nghị luôn các bạn ơi. Rồi anh Gấm đo thông số là khoảng nhiêu anh Gấm? Hơn đôi vị trí này là 36 rồi. Rồi 36 hoành chuẩn các bạn ơi. Rồi nồi đế luôn anh Gấm ơi. Rồi nồi đế 120 các bạn ơi. Rồi số 2 giao lưu với anh em giá nhiêu anh? Rồi số 2 giao lưu anh em giá 9.500. Rồi 9.500 các bạn ơi. Bao ship cho anh em 200 km nha. Tất cả có chậu là mình tặng chậu hết luôn ha anh. Rồi. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 3 nha. Đây, cũng một cốt đi lên luôn. Phong tàn đẹp luôn. Này cũng giả thu đức luôn hả anh Gấm? Rồi giả thu đức. Rồi gốc này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Khoảng 2 mét hơn. Rồi chiều cao trên 2 mét các bạn ơi. Tán ngang nó cũng phần nằm cắn khoảng 2 mét đúng không anh? Rồi đây các bạn, cây này chắc chỉnh sửa từ nhỏ hả anh? Cốt lắc lượng các bạn, đây nè. Rồi cổ đế đây. Đế cây nào cũng ok hết các bạn ơi. Thân tàn đế nha, chuẩn. Rồi em nhờ anh Gấm đo thử thông số là khoảng nhiêu anh? Số đôi vị trí này là 29 hoành. Rồi 29 hoành, củ nở ha. Này do nằm chậu nên không có môi đế hết. Rồi cái này mà anh mồi hơi sơ phía trên các bạn ơi. Đế hạo là 115. Rồi 1m15 ha. Rồi đây mặt tàn phía bên đây luôn các bạn ơi. Đây, vì anh em tàn này anh em chỉnh xương xương nha. Tết chưa chơi bông là cũng khá là ổn. Rồi số 3 cho lưu với anh em giá nhiêu anh? Số 3 cho lưu với anh em giá 9 triệu.
Rồi 9 triệu vẫn hỗ trợ bao ship tặng chậu cho anh em luôn nha. Rồi tiếp theo các bạn ơi, góc mã số 4 nha. Đây, một cút đi lên các bạn ơi, tàn thông luôn. Phong cũng cao cao các bạn. Chiều cao khoảng nhiêu anh Gắm? Cao khoảng 2m2 anh. Rồi, chiều cao 2m2. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang khoảng 1m8 anh. 1m8 ha. Cây này cốt cành rất là đẹp các bạn ơi. Đặt kẹo luôn nha, từ dưới lên trên nha. Cái này tầm khoảng nhiêu năm tuổi rồi anh Gắm? Cái này nè. Năm sáu năm tuổi ha. Cái này anh em xuống đất trồng ở mau phát nha. Mặt bông sao anh? Giáo Thủ Đức luôn. Rồi giáo Thủ Đức kim luôn các bạn ơi. Rồi anh đo thông số đây anh Gắm ơi. Đo vị trí này là 29 hoành. Rồi 29 hoành chuẩn. Rồi ok anh ơi. Rồi, cái nồi đế là cho hết nước ra. Rồi nồi đế là khoảng 1m50 các bạn ơi. Rồi số 3 này vô, số 4 này vô luôn với anh em giá nhiêu anh Gắm? Số 4 này vô luôn với anh em giá 9 triệu. Rồi 9 triệu hỗ trợ bao ship cho anh em 200 km luôn. Rồi tiếp theo các bạn ơi, một cây bonsai nha, lùng liền lực luôn. Cái này tính hình thẩm chưa anh Gắm? À, cây này đã thành thẩm anh, à. Đã có chơi bông rồi. Rồi cái này vừa chơi mà vừa nuôi luôn hả anh? Đây à. Rồi đây các bạn ơi, chiều cao khoảng nhiêu anh? Cao 1m5 anh. Rồi chiều cao 1m5, tán ngang này khoảng nhiêu anh? Cũng mét rưỡi luôn. Rồi tán ngang mét rưỡi luôn các bạn ơi. Đây bộ đế nha, đế chạy đều tứ diện hết các bạn ơi, thần chậu sẵn luôn nha. Cái này giáo Thủ Đức ghiên anh, bông rồi. To bông chùm, bông to. Rồi cây ghiên bông chùm hả anh, giáo Thủ Đức luôn, một cút đi lên luôn. Rồi anh đo thông số đây anh Gắm ơi. Cái này hình thú lết các bạn ơi. Vị trí đo này là 40 hoành. Rồi hoành chuẩn 40. Đế là mình thấy bỏ đều nha. Đây, chân chống chân chịu có hết nha. Củ đế là 100. Rồi, củ đế 100. Hơn 100 các bạn ơi. Rồi, số 5 giao lưu với anh em giá nhiêu anh? Số 5 giao lưu với anh em giá 6 triệu. Rồi, 6 triệu. Bao ship tặng chậu luôn anh. Đây các bạn ơi. Dáng lông lắc lượng nè, hết hồn cái nồi đế luôn. Cuộn cuộn luôn. Bông giảo 3 lớp. Rồi, bông giảo 3 lớp. Là nhiêu cánh anh? 16 cánh. 16 cánh ha. Cây zin luôn anh. Dạ. Yeah. Wow. Đây các bạn ơi, bông giảo 3 lớp nha. Nồi đế ướt át luôn. Hết hồn. Cái này hồi xưa là mình trồng ở đâu anh, cái nồi đế này anh? Cái này là thần chậu từ nhỏ tới lớn anh. Cái này khoảng 35 năm tuổi. À, 35 năm tuổi ha. Đây các bạn ơi. Một khối này đặc luôn nha. Không có hở luôn. Rất là lớn. Cái thân này mình thấy nó lắc lượng nhiều, cái cua rất là gắt các bạn. Đây mặt bên đây nha. Chiều cao là khoảng nhiêu anh Gắm? Cao khoảng 2m2 anh. Rồi cao 2m2. Tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang khoảng 1m6. Rồi 1m6. Cây mình giao lưu với anh em phương châm là bao sống khỏe luôn hả anh Gắm? Dạ cây đường dậu bao sống khỏe. Rồi ok anh đo thử thông số ra anh. Hoành heo đo vị trí là 32 hoành. 32 rồi anh đo cái nồi đế luôn anh Gắm ơi. Một ôm luôn các bạn ơi, ôm không hết luôn nha. Nồi đế là hết thước. Rồi hết thước, bên dưới nó còn đế nữa không anh? Dạ còn, ra tới đây. Dạ. Rồi số 6 cho luôn chứ anh em giá nhiêu anh Gắm? Số 6 này giao luôn với cô chú chị em giá 28 triệu. Rồi 28 triệu. Bao ship 200 cây. Rồi bao ship 200 cây các bạn ơi. Phương châm là bao là sống khỏe cho anh em hết nha. Tặng chậu tặng đôn hết luôn. 28 triệu. Rồi tiếp theo các bạn ơi, góc mã số 7 nha. Đây cây này bộ đế khá là wow nha. Một cốt đi lên luôn. Cây này thì anh Gắm đang tạo tàn tán các bạn. Chiều cao khoảng nhiêu anh? Cao khoảng 2m5 anh. Rồi chiều cao 2m5, tán ngang này khoảng nhiêu anh Gắm? Tán ngang là tầm khoảng 1m8. Rồi tán ngang 1m8 các bạn ơi. Cái này về anh em, cái này chơi bông về Tết chơi bông được không anh Gắm? Dạ, chơi bông Tết nay chơi bông được. Có nước nụ hết. Rồi rồi các bạn ơi, này về Tết gì cho bông được nha. Rồi anh em nuôi thêm. Cái này tàn tán lập đầy đủ là cũng khá là ổn nha. Bộ đế đẹp. Đế lên xù. Dạ. Đang nhóm xù lên luôn ha anh. Đế này. Lên xù mà. Dạ, đây các bạn ơi. Đế chảy đều nha, củ nở. Mặt bông đỉnh điểm là khoảng nhiêu cánh anh Gắm? Bông nó bông chùm 5 cánh anh. Rồi, bông 5 cánh zin hả anh? Dạ. Bông 5 cánh zin hết. Rồi. Đế đều hết nha các bạn ơi. Rồi anh đo thông số đi anh Gắm ơi.
Rồi 39 hoành chuẩn luôn. Nồi đế nó khoảng 170 anh. Rồi nồi đế 170 các bạn ơi. Rồi số 7 giao lưu với anh em giá nhiêu anh Gắm? Số 7 giao lưu với anh em giá 18 triệu. Rồi 18 triệu có hỗ trợ gì không anh? Bao ship. Bao ship 200 cây số anh. Rồi. Rồi tiếp theo các bạn ơi, cốc mã số 8 nha. Đây, một cây phôi các bạn. Một cốt đi lên nha. Cây này có cái phong sẵn nha. Vì anh em tạo tàn tán thành phẩm anh em chơi cũng khá là ổn bạn. Đây là cái nồi đế đây. Đế khá là ổn nha. Đế nơm sổ các bạn. Rất là đều, tứ diện có hết. Cây thì nó đang phúng tua cây rất là nhiều nha. Đây nè. Đầy đủ hết. Cái này vì anh em nuôi thêm cho nó ra nó lớn nữa anh em vô dây nha. Anh em trồng thả gì đó tùy theo anh em. Mặt bông zin là khoảng nhiêu cánh anh Gắm? Bông 7 cánh, 9 cánh à. Rồi bông đẹp phải anh? Rồi từ 7, 9 cánh các bạn ơi. Chiều cao khoảng nhiêu anh Gắm? Cao khoảng 3 mét anh. Rồi chiều cao 3 mét. Rồi anh Gắm đo thông số đi anh Gắm ơi. Cái này để giá hữu nghị cho anh em, vậy anh em nuôi lại. Số đo vị trí này là 44 hoành. Rồi 44 hoành ha. Rồi nồi đế là hết cái bầu luôn các bạn ơi. Để là hết bầu rồi phải. 220 ha. Rồi ok này. Rồi anh đo sổ cái nồi đế sổ xuống anh. Ghế á. À đúng rồi. Rồi đế nơm 3 tấc các bạn ơi. Rồi một cốt đi lên nha. Rồi anh Gắm ơi, góc số 8 này giao lưu với anh em giá nhiêu anh? Giao lưu giá anh em giá hữu nghị thu hồi vốn là 15 triệu bao ship 200 cây. Rồi 15 triệu các bạn ơi. Bao ship cho anh em 200 km nha. Rồi tiếp theo các bạn ơi, góc mã số 9 nha. Đây, một cây mai tàn nha. Một cốt đi lên luôn. Vàng xương rất là đẹp các bạn ơi. Chiều cao khoảng nhiêu anh Gắm? Cao là 1m9 anh. Rồi chiều cao 1m9 các bạn ơi. Tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang 1m4. Rồi tán ngang 1m4. Cây này nụ quá tay luôn các bạn ơi. Đặt kẹo luôn nha. Mặt bông sao anh? Dạ bông giảm rất kinh anh. Rồi cây giảm rất kinh luôn các bạn ơi. Rồi đây là nồi đế đây. Anh xây một vòng thử anh Gắm cho các bạn xem đế rồi. Rồi đế sổ lực nha. Cũng ok các bạn ơi. Rồi cốt canh là đều từ dưới lên trên. Rồi nhỏ gọn luôn, dễ chơi các bạn ơi. Giả số đất kim. Rồi anh đã thông số lên Gắm. Số rồi vị trí này là 26 hoành. Rồi 26 hoành chuẩn các bạn ơi. Cái này giá hữu nghị cho anh em về chơi luôn. Rồi 120. Rồi số 9 này giao lưu với anh em giá nhiêu anh? Số 9 này giao lưu với anh em giá 4 triệu, 4 triệu. Rồi 4 triệu các bạn ơi. Bao ship 200 km luôn anh. Ừ. Tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 10 nha. Đây. Cây mai tàn nhỏ nhỏ gọn luôn các bạn ơi. Chiều cao khoảng nhiêu anh Gắm? Cao khoảng 1m7 anh. Rồi 1m7. Tán ngang này khoảng nhiêu anh? 1m2 anh. Rồi 1m2. Cây này nó tầm khoảng như 5 tuổi anh Gắm? Tầm 3 năm tuổi. 3 năm anh. Rồi cây nó có phong sẵn một cốt lên các bạn ơi. Nụ rất là nhiều nha. Đế cũng ok luôn nè. Cái này giả thu đất luôn anh Gắm? Giả thu đất luôn. Rồi cây zin nha. Mày về anh em nuôi anh em ơi. Nuôi từ 50 năm đó nó lên 1m luôn các bạn. Tiền tỷ luôn. Rồi anh đo thông số khoảng nhiêu anh Gắm? Số rồi cái này là 19 hoành. Rồi 19 hoành ha anh. Đế là 70. Rồi 70. Rồi số 10 này giao lưu với anh em giá nhiêu anh Gắm? 10 giao lưu với anh em giá 1 triệu rưỡi. Rồi 1 triệu rưỡi. Bao ship 200 cây số luôn ha anh. Rồi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn vào ngày mai vào lúc 18 giờ chiều. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Nãy giờ mình có quay cái lô cây của anh Gắm đó. Anh em nào thiện chí thì alo trực tiếp anh Gắm để mình sở hữu. Rồi chúc các bạn giao dịch thành công. Chào tạm biệt các bạn.